Xin chào mọi người nha. Nếu một cái máy chiếu gần hoặc siêu gần mà độ sáng thường 3.000 đến 3.500 anh siêu lumen thì điều đó là khá bình thường. Đó là những cái dòng máy phổ thông. Tuy nhiên hôm nay mình chia sẻ với mọi người một cái máy chiếu mà cường độ sáng của nó lên đến 4.000 anh siêu lumen và là máy siêu gần. Thì đây thuộc là dòng máy chiếu phải nói là cực kỳ hiếm và cao cấp nha. Mẫu này thì hiện tại thì cũng đã qua sử dụng một thời gian rồi, có tên gọi là EB1470UI và được xếp là một trong các cái mẫu máy chiếu siêu gần của Epson sử dụng cho các cái văn phòng và lớp học cao cấp nha. Mọi người lưu ý là cái dòng này á, thì cái chỉnh cái lens cái focus nó sẽ nằm bên trong, do đó tháo cái nắp này ra thì mới chỉnh focus được này. Ok chưa? Và các cái vị trí này là các cái vị trí cảm biến về tương tác, rồi cái vị trí này là vị trí của ống kính nha. Rồi điều đặc biệt khác ở cái dòng máy chiếu này đó là cái sử dụng cái nguồn sáng laser nha, chứ nó không sử dụng đèn lam như các cái dòng máy chiếu thông thường. Mình sẽ cho mọi người thấy được là cái tuổi thọ bóng đèn của nó và các cái số giờ đã sử dụng cũng như là các cái thông số hiển thị ở trên máy chiếu nó đẳng cấp đến như thế nào. Về cái độ phân giải thì em này sở hữu cái độ phân giải nó cao hơn cả Full HD, tức là 1900 x 1200 đó, còn Full HD của chúng ta nó chỉ là 1920 x 1080 thôi. Đây là cái menu này. Menu của nó thì nó khác biệt so với các cái dòng máy phổ thông, đó là nó sẽ có nhiều các cái tùy chỉnh hơn nhá. Nhiều các cái tùy chỉnh hơn, ví dụ như là tùy chỉnh về tương tác này, tùy chỉnh cài đặt này, chia màn hình này, zoom này, rồi tín hiệu này, các cái tỷ lệ khung hình này, rồi các cái chế độ về hình ảnh này. Các chế độ hình ảnh nó sẽ nằm ở mục này. Rồi ở đây nhá, các bạn sẽ thấy một cái mục mà mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó là cái mục kết nối. Thì cái dòng này nó sẽ có kết nối mạng, có dây và không dây luôn. Đó, nó có hỗ trợ kết nối có dây và không dây nha. Và cái cuối cùng đó là mình sẽ cho mọi người xem được cái info của nó về cái tần số quét, độ phân giải cũng như là cái số giờ đã sử dụng. Em này đẳng cấp không? Đã sử dụng hơn 17.000 giờ rồi. Sử dụng hơn 17.000 giờ mà bóng đèn nó còn sáng cỡ này này. Tất nhiên là mình đang chiếu trong cái môi trường đặt khá gần và cái phòng thì nó cũng không ánh sáng nhiều. Tuy nhiên thì dòng này các bạn chiếu cái màn lớn và chiếu hội trường cái khu vực ánh sáng nhiều thì khá là ok nha. Thông tin về các cái dòng máy chiếu Epson rồi giá cả mới, giá linh kiện phân phối và các cái chi phí sửa chữa bảo trì thì các bạn có thể liên hệ với VNPC để được tư vấn và hỗ trợ nha. Mình sẽ cho các bạn xem lại cái menu của em nó một lần nữa. Trong quá trình sử dụng các cái dòng máy chiếu Epson thì nếu các bạn nào có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật gì thì đừng ngại liên hệ ngay với lại VNPC để được tư vấn và hỗ trợ tất cả các cái vấn đề liên quan đến máy chiếu và màn chiếu nha. Các bạn lưu ý là dòng này nó cũng có tiếng Việt đó. Ở cái mục này thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn được cái ngôn ngữ tiếng Việt này. Hình như xin lỗi, hình như không có rồi. Xem trang bên nha. Rồi tiếng Việt là chúng ta nó sẽ nằm ở mục cuối cùng nha các bạn. Mục cuối cùng ở trong cái bảng menu về lựa chọn ngôn ngữ. Đây. Thông tin về các cái dòng máy chiếu Epson mới các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web chính hãng là vnpc.com.vn. Còn đối với các máy cũ đã qua sử dụng thì các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web là máychiếucũ.com. Cảm ơn các bạn đã cùng mình trải nghiệm về máy chiếu siêu gần, cường độ sáng có thể nói là cao nhất hiện nay của Epson, có tên gọi là Epson EB 1470UI.